Chào các bạn, chào mừng bạn đã đến với kênh Zodipan Vlog. Các bạn hãy bấm like, đăng ký kênh và đừng quên bật chuông để nhận được những video mới nhất. Thông tin tiểu sử cầu thủ Triệu Việt Hưng. Triệu Việt Hưng sinh vào ngày 19 tháng 1 năm 1997, là cầu thủ bóng đá người Việt Nam, thi đấu ở vị trí tiền vệ trung tâm cho câu lạc bộ bóng đá Hoàng Anh Gia Lai tại V-League. Thông tin cá nhân, tên đầy đủ Triệu Việt Hưng, ngày sinh 19 tháng 1 năm 1997, nơi sinh Hải Dương, Việt Nam, chiều cao 1m71, vị trí tiền vệ trung tâm. Thông tin về câu lạc bộ hiện nay Hoàng Anh Gia Lai, số áo 97, câu lạc bộ trẻ Hoàng Anh Gia Lai, câu lạc bộ chuyên nghiệp. Năm 2016 tới nay thi đấu cho câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai với số trận là 37 trận. Về đội tuyển quốc gia, năm 2011 đến năm 2014 thi đấu cho đội U16 Việt Nam. Năm 2016 đến năm 2018 thi đấu cho đội U19 Việt Nam. Năm 2017 đến năm 2018 thi đấu cho đội U21 Việt Nam. Năm 2018 tới nay thi đấu cho đội U23 Việt Nam. Triệu Việt Hưng từ phận con ghẻ tới người hùng của U23 Việt Nam. Từ một người bị coi là con ghẻ ở câu lạc bộ cũng như các cấp độ đội tuyển, Triệu Việt Hưng đang dần khẳng định tên tuổi bản thân và thể hiện sự quan trọng ở mỗi đội bóng anh góp mặt. Ngày 24 tháng 3, cổ động viên Việt Nam như chết đi sống lại với cú đánh đầu quý hơn vàng ở phút cuối cùng của Triệu Việt Hưng. Qua đó đem về 3 điểm quý giá cho U23 Việt Nam và giúp đội bóng của chúng ta tiếp tục nuôi hy vọng lọt vào vòng chung kết U23 châu Á 2020. Kết thúc trận đấu, Triệu Việt Hưng chính là từ khóa được săn lùng nhiều nhất trên các công cụ tìm kiếm tại Việt Nam. Những nỗ lực miệt mài của cầu thủ này cuối cùng đã được đền đáp xứng đáng. Từ một cầu thủ chỉ tốt nghiệp lớp khả năng năng khiếu tại Hoàng Anh Gia Lai, Việt Hưng giờ đây bước ra ánh sáng và trở thành người hùng của U23 Việt Nam. Sinh ra tại mảnh đất Cẩm Giàng, Hải Dương, nhà của Việt Hưng chỉ cách những đồng đội nổi tiếng khác như Văn Toản hay Văn Thành khoảng 10 km. Thế nhưng, nếu xét khoảng cách về danh tiếng giữa cầu thủ này với các đồng đội tại câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai, đó là cả một hành trình dài. Năm 2014, lứa một học viện Hoàng Anh Gia Lai với những Công Phượng, Xuân Trường hay Tuấn Anh tạo ra những cơn sốt mang tên U19 lớn chưa từng có trong lịch sử bóng đá Việt Nam. Một năm sau, họ tiếp tục tạo nên một cơn sốt khác khi được đôn lên đội 1 và có màn chào sân tại V-League 2015. So với dàn hot boy U19 khi ấy, thật khó để một cầu thủ chỉ tốt nghiệp lớp năng khiếu như Việt Hưng có cửa chen chân vào đội hình. Cộng với việc thi đấu ở vị trí tiền vệ trung tâm, nơi những Xuân Trường, Tuấn Anh hay Thanh Hậu chơi quá xuất sắc, Việt Hưng buộc phải dạt về Phú Yên thi đấu trong hai mùa giải. Và dù trưởng thành rất nhanh trong màu áo của đội bóng sông Cầu, Việt Hưng vẫn không được đề nghị gia hạn hợp đồng, để rồi phải đối diện với một tương lai mù mịt ở phía trước. Nói thật, tôi đang nghĩ đến việc xấu nhất là không được câu lạc bộ đăng ký thi đấu và phải chơi ở một đội hạng nhất nào đó. Với một cầu thủ, nếu không có cơ hội chứng minh tài năng lực hoặc không được thi đấu, nó quả thật vô cùng buồn chán. Cầu thủ này chia sẻ sau khi khép lại mùa giải 2015. Mùa giải 2016, Việt Hưng trở lại Hoàng Anh Gia Lai và được đôn lên đội 1. Bất chấp việc Tuấn Anh và Xuân Trường đều xuất ngại, tiền vệ này vẫn chịu cảnh một kiếp dự bị khi mà hai lựa chọn hàng đầu của đội bóng phố núi là Masaki Iguchi và Bùi Trần Vũ. Không những thế, kiếp con ghẻ cũng chẳng chịu buông tha tiền vệ sinh năm 1997 ở các cấp đội tuyển quốc gia. Tại vòng chung kết U19 châu Á 2016, giải đấu U19 Việt Nam lọt tới vòng bán kết, cầu thủ này không có gì góp mặt nhiều, chỉ là kẹp phụ cho cặp Tiến Dụng và Trọng Đại. Tới U20 World Cup 2017, Tiến Dụng bất ngờ chấn thương trước thềm giải đấu, Việt Hưng cũng chẳng được đoái hoài, anh thậm chí bị huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn loại khỏi danh sách chính thức. Giải đấu năm đó, Lương Hoàng Nam, Nguyễn Trọng Đại, rồi thậm chí cả Nguyễn Quang Hải mới được người thường xuyên sử dụng cho vị trí trung tâm. Thời gian đó, tôi rất tự tin vào bản thân, tôi nghĩ cá nhân mình có thể có một suất tham dự World Cup cùng anh em. Tuy nhiên, kết quả khiến tôi vô cùng thất vọng và chán nản về bản thân. Tiền vệ này nhớ lại cú sốc bị loại trước thềm U20 World Cup 2017. Gác lại sau lưng nỗi buồn World Cup, Việt Hưng trở lại tập luyện nhằm cạnh tranh suất đá chính trong đội hình Hoàng Anh Gia Lai.
Và ở mùa giải 2017, cơ hội cuối cùng cũng tới với cầu thủ này. Trong cơn khủng hoảng nhân sự tuyến giữa của Tuấn Anh chấn thương dài hạn, Xuân Trường tiếp tục du học, Trần Vũ rời đội bóng, còn Idukuchi phong độ tụt dốc không phanh. Huấn luyện viên Nguyễn Quốc Tuấn quyết định đặt niềm tin vào Việt Hưng. Cờ đã đến tay và chàng trai sinh năm 1997 lập tức nắm lấy. Mùa giải 2017, cặp đôi tiền vệ chắp vá Triệu Việt Hưng, Châu Ngọc Quang của Hoàng Anh Gia Lai bất ngờ thi đấu tuyệt hay và giúp đội chủ sân Pleiku cán đích ở vị trí thứ 10. Thứ hạng tốt hơn cả khi có đầy đủ Xuân Trường, Tuấn Anh trong đội hình. Thừa thắng xông lên, Việt Hưng ấm luôn danh hiệu cầu thủ hay nhất giải U21 quốc tế báo thanh niên 2017. Chứng kiến màn trình diễn ấn tượng của ban huấn luyện Hoàng Anh Gia Lai, tự tin tới mức sẵn sàng cho thừa thắng xông lên. Việt Hưng ấm luôn danh hiệu cầu thủ hay nhất giải U21 quốc tế báo thanh niên 2017. Chứng kiến màn trình diễn ấn tượng đó, ban huấn luyện Hoàng Anh Gia Lai tự tin tới mức sẵn sàng cho câu lạc bộ Viettel mượn Châu Ngọc Quang tới hết mùa giải trong bối cảnh Tuấn Anh dính chấn thương nặng và quy hoạch lại vị trí này cho Việt Hưng. Mùa giải 2018, Việt Hưng thi đấu 16 trận với tổng cộng 1.627 phút cho câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai và có được một bàn thắng. Đá cạnh Xuân Trường, Việt Hưng được yêu cầu thi đấu như một mỏ neo cuối cùng nơi hàng tiền vệ. Và dù không phải vị trí sở trường, nhưng cầu thủ quê Hải Dương vẫn cho thấy khả năng thích nghi của mình là tốt như thế nào. Không cần hoa mỹ, cũng chẳng quá quyết liệt hay máu lửa, nhưng chính khả năng xử lý trái bóng khôn ngoan cùng lối đá đơn giản mà hiệu quả giúp là yếu tố giúp cho Việt Hưng luôn có lợi hơn các đối thủ khi thi đấu ở vị trí này. Ở Việt Hưng, tôi luôn có cảm giác an tâm khi xếp cậu ta đá chính hay tung vào sân từ băng ghế dự bị. Cảm giác an toàn xuất phát từ việc Hưng chơi rất đơn giản nhưng hiệu quả mang lại là rất cao. Đối thủ rất ít khi phạm lỗi được với cậu ta, bởi hiếm khi Việt Hưng xử lý bóng quá ba chạm. Huấn luyện viên Dương Minh Ninh của Hoàng Anh Gia Lai nhận xét về cậu học trò. Năm 2018, Việt Hưng từng được huấn luyện viên Park Hang-seo triệu tập vào đội tuyển Olympic Việt Nam chuẩn bị cho ASEAN 18 diễn ra tại Indonesia. Lần này, dù không chịu kiếp con ghẻ như xưa, nhưng những chấn thương lại lấy đi cơ hội được cống hiến của tiền vệ sinh năm 1997. Giờ đây, khi đã hoàn toàn khỏe mạnh, Việt Hưng cùng các đồng đội sẵn sàng cho những thử thách đang chờ phía trước. Trước mắt là U23 Thái Lan, xa hơn nữa là SEA Games 30 và có thể là cả vòng chung kết U23 châu Á 2020. Giải đấu chúng ta kỳ vọng có thể tái hiện lại kỳ tích như ở Thường Châu năm 2018. Sau bàn thắng vào lưới của U23 Indonesia, người con ghẻ ngày nào đã trở thành ngôi sao mới và được công nhận của bóng đá Việt Nam. Và nếu tiếp tục đá thăng tiến như trong thời gian vừa qua, sẽ không khó hiểu nếu Việt Hưng cùng những Quang Hải hay Hoàng Đức trở thành hạt nhân trong thế hệ U23 mới của huấn luyện viên Park Hang-seo. Cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên đồng hành cùng chúng tôi bằng cách bấm like, đăng ký kênh và bật chuông để nhận được những tin tức mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại.